Như những clip trước thì Kỳ Lân review là túi bằng da cá sấu ở bề ngoài và bên trong là da cá mập. Thì hôm nay mẫu đó nhưng chất liệu là da bằng đà điểu. Đây quý khách xem, một cái sản phẩm mà cái da cực kỳ êm, rờ cực kỳ sướng và dáng cực kỳ đẹp, form cực kỳ chuẩn. Da kéo cực kỳ xịn. Trong là da cá mập cực kỳ đẳng cấp. Logo là bằng vàng đúc, vàng khối O750 18K đến 3 viên kim cương vương miện. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ tiếp tục review sản phẩm của Kỳ Lân Luxury và sản phẩm đó chính là cái túi. Và mẫu túi này Kỳ Lân đã từng giới thiệu rất nhiều những clip khác, nhưng hôm nay nó cũng là một mẫu túi giống như vậy và chất liệu thì khác nha. Như những clip trước thì Kỳ Lân review là túi bằng da cá sấu ở bề ngoài và bên trong là da cá mập. Thì hôm nay mẫu đó nhưng chất liệu là da bằng đà điểu, da đà điểu, và bên trong vẫn là da cá mập. Và đây là một cặp mà Kỳ Lân đã làm sẵn để mà phục vụ cho khách hàng. Thì hiện tại Kỳ Lân đang hoàn thiện rất nhiều màu và nhiều mẫu, và mẫu này là một trong những mẫu chạy nhất, chuộng nhất. Thì nó có màu xanh đen, màu đen, màu nâu, màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu đỏ đô, màu vân vân. Rất nhiều màu, bất kỳ màu nào Kỳ Lân cũng có. Thì chỉ việc là quý khách đặt hàng Kỳ Lân thì Kỳ Lân sẽ có đúng cái màu đó cho quý khách. Đây, hiện tại thì hai cái con da này nó cũng xem nơi nhau. Đây, bây giờ Kỳ Lân sẽ cho quý khách xem cận cảnh một tí nữa, chi tiết hơn nữa. Hai cái túi mà Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện đang trưng bày tại showroom của mình. Kỳ Lân so sánh luôn. Đây là một cái túi. Form thì mẫu thì cũng na ná nhau, nhưng mà chất liệu hoàn toàn khác nhau. Đây là da cá sấu và bên trong da cá mập. Và đây là da đà điểu, hai cái chúng ta so sánh. Và nếu như quý khách nào mà muốn phá cách một chút, khác một chút, thì mình có thể chọn da bò Nam Mỹ. Nhưng mà đối với Kỳ Lân, đối với kinh nghiệm của Kỳ Lân và đối với cái kỹ năng, kinh nghiệm nghề của mình, đối với cái kiến thức nghề của mình, thì Kỳ Lân lúc nào cũng thích chọn da cá mập. Bởi vì da cá mập bên trong nhìn nó nhẹ nhàng, nó êm ái, mà cầm sản phẩm nó vừa tay lắm. Nếu như quý khách có thích một mẫu nào, hoặc là muốn một cái mẫu nào theo ý tưởng của mình, hoặc là có ý tưởng nào độc thì cứ gộ. Hoặc là quý khách có những cái ý tưởng nào độc để tạo nên những sản phẩm độc thì cứ liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân luôn luôn sẵn sàng cùng với quý khách để mà hội ý, thảo luận, design thành những cái mẫu, thiết kế thành những cái mẫu thời trang mà độc bản, mang đậm phong cách của mình, và những mẫu mà ai nhìn cũng phải trầm trồ, ai nhìn cũng phải thích. Ví dụ như từ chất liệu da cá sấu, thường thì Kỳ Lân chuyên về da cá sấu. Đây, qua phần da cá sấu. Ở tại showroom của Kỳ Lân thì luôn có sẵn rất nhiều những con cá sấu nhập khẩu từ những công ty chuyên thuộc da cá sấu ở trên thế giới, để cung cấp cho tất cả các hãng thời trang lớn trên thế giới, trên toàn cầu. Thì Kỳ Lân nhập sẵn sàng tại showroom. Quý khách chỉ việc đến showroom và chọn màu da, chọn mẫu da. Đây quý khách xem, một cái sản phẩm mà cái da cực kỳ êm, rờ cực kỳ sướng và dáng cực kỳ đẹp, form cực kỳ chuẩn. Da kéo cực kỳ xịn. Trong là da cá mập cực kỳ đẳng cấp. Logo là bằng vàng đúc, vàng khối O750 18K đến 3 viên kim cương vương miện. Quá sang trọng, quá đơn giản, quá gọn gàng. Kẹp đất, cầm tay, xách đi. Đặc biệt là chịu lực rất là nặng nha. Bởi vì tất cả sản phẩm Kỳ Lân làm là handmade 100% của Kỳ Lân. Cho nên là chất lượng phải là cái vấn đề đầu tiên. Rồi đến đồ đẹp. Đẹp và chất lượng là hai vấn đề song hành trong cái tiêu chí sản phẩm của Kỳ Lân. Tất cả những sản phẩm về thời trang luxury
những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thì Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp hết tất cả những sản phẩm đó, từ giày, dây thắt lưng, mặt thắt lưng, nguyên cộng dây thắt lưng đó là dây nịt, túi, ví, bóp, ví, túi và những cái túi Uniset như thế này, dây nịt nè, mũ nè, bóp nè, ví đó, ví cầm tay, túi nam, túi nữ, túi Uniset được luôn, túi nữ, dép, rương đựng đồng hồ, dây đồng hồ, chìa khóa ô tô, tất cả những gì liên quan đến đồ da, túi cá sấu nhỏ vừa, túi cá sấu to lớn, túi da đà điểu rất đẹp và sang trọng. Chất lượng thì đối với sản phẩm Kỳ Lân không có gì là không chất lượng, bởi vì tiêu chí của Kỳ Lân là chất lượng và đẹp là hai tiêu chí song hành. Và những sản phẩm điện thoại Vertu và những cái ốp lưng cứng cho iPhone nè, ốp lưng này thì nguyên phần da rất độc. Và cái đây là cái ví đựng iPhone thiết kế riêng biệt chuyên cho iPhone, tức là một bên xỏ vào điện thoại, một bên còn lại xỏ vào tiền, xỏ tiền, thẻ ATM, giấy tờ các thứ, thẻ ATM, giấy tờ các thứ đó. Ví dụ như một cái đây là cái iPhone đi đó, thì mình chỉ việc là bỏ chiếc iPhone vào đây đó, xong gặp lại thì tiền bên này, thẻ bên này, giấy tờ bên này, rất là gọn. Thì có rất nhiều mẫu, nhiều màu, màu da, nói chung là bất cứ màu gì khách muốn thì Kỳ Lân đều đáp ứng được. Có sẵn cũng có, mà khách muốn đặt hàng theo yêu cầu cũng có sẵn luôn, thì cứ liên hệ với Kỳ Lân là có hết. Vâng, và như vậy là clip về giới thiệu về những cái bộ đồ da, những cái túi, những cái ốp lưng, những cái ví cầm tay đựng cho chiếc iPhone chuyên nghiệp, chuyên dụng và bằng da, độc bản da limit, thì đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Kỳ Lân cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com, hotline Zalo 0901 247 247. Đừng quên follow, đừng quên subscribe để theo dõi nhiều sản phẩm hấp dẫn bổ ích cho cuộc sống của chúng ta nữa nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.